Các bạn đang xem tại trang web thayum.com. Từ ngàn xưa, thế giới ninja đã được công nhận nhờ vào ý chí và nhẫn thuật đặc biệt của họ. Tuy hiện tại các quốc gia vẫn sống trong hòa bình, nhưng họ vẫn tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của chính quốc và những mục đích cao thượng khác. Đây là làng Lá, một làng ninja hùng mạnh thuộc Quả Quốc. Nơi đây nuôi dưỡng rất nhiều ninja trẻ, luôn khát khao được trở thành những ninja tài giỏi. Thằng nhóc này là một ví dụ, tên là Uzumaki Naruto. Nó không ngừng rèn luyện bản thân để một ngày được trở thành Hokage vĩ đại. Nóng quá đây. Cậu ồn ào quá đi Naruto. Được mặc trang phục mùa hè đẹp như vậy mà còn than cái gì nữa. Phải biết tận hưởng chứ. Sakura nói đúng. Sắp tới điểm hẹn rồi. Cố lên Naruto. Đây mà là nhiệm vụ cấp B sao? Khách hàng lần này của chúng ta thuộc giới thượng lưu hả thầy Kakashi? Thì ngài Tsunade đã nói như vậy mà. Những người này là ai vậy trời? Đồ đạc gì mà dữ vậy? Có cần phải đem nhiều tới vậy không? Cần chứ, sao lại không? Những thứ này tất cả là do ta mua hết đó. Thật ra thì ta muốn phô trương một chút, như vậy mới oai phong chứ. Với lại chỉ có nhiêu đây thôi thì vẫn chưa nhầm nhò gì đâu. Xin giới thiệu, ta là hoàng tử của Nguyệt Quốc Tsuki Michiru. Còn các ngươi là ai? Chúng tôi là ninja đến từ làng Lá. Tôi là đội trưởng Hatake Kakashi. Còn đây là Uzumaki Naruto. Chào ngài. Haruno Sakura. Xin chào ngài. Cuối cùng là Rock Lee. Chào. Cả bốn chúng tôi được lệnh của ngài Hokage hộ tống ngài trở về an toàn. Vậy hả? Vậy thì ta trông cậy vào các ngươi đó. Chà, cô bé dễ thương quá. Nhìn cô bé nhỏ nhắn như vậy mà lại là ninja sao? Nhìn vậy thôi, chứ cô bé ấy rất giỏi đó. Thiệt hả? Hân hạnh được biết em, cô bé đáng yêu. Tôi cũng rất vui khi được gặp ngài. Còn nữa, Sakura cũng mạnh hơn người thường đó. Sao không nói sớm? Cái gì vậy? Có địch xuất hiện hả? Yêu tới nỗi không thấy được mũi tên của ta sao? Hả? Cha ơi, tin mấy người này có được không đó cha? Nhìn họ chẳng có tài cán gì hết. Nhất là cái tên lùng kia kìa. Cái gì? Ngươi vừa mới nói ai lùng hả? Đây là con trai yêu quý của ta, tên là Hikaru. Tính khí của nó hơi kỳ lạ một chút, các ngươi đừng có để bụng. Hân hạnh được gặp cậu, cậu Hikaru. Được rồi, khởi hành thôi. Bình tĩnh đi mà. Ngài Tsunade đã nói rồi, nếu có chuyện gì xảy ra với hoàng tử, chiến tranh giữa hai nước chắc chắn sẽ diễn ra. Ta được biết, Nguyệt Quốc có đảo Mikazuki, cực kỳ nổi tiếng với cái nóng gay gắt của mùa hè. Không những vậy, nó cũng được xem là một vùng đất giàu có. Chắc là nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên và những bãi biển tuyệt đẹp thu hút rất đông khách du lịch. Cũng vì sự thịnh vượng đó cho nên các khu giải trí ăn nên làm ra lắm. Ta muốn tới đó chơi thử một lần cho biết quá. Rốt cuộc chỉ nghĩ tới chuyện chơi bà. Yeah.
Nhiệm vụ của ngươi là hộ tống hoàng tử trở về Nguyệt Quốc sau chuyến chu du của ngài. Câu chuyện này ta nghĩ các ngươi nên biết. Trước giờ những nhiệm vụ tháp tùng kiểu này, người hộ tống phải tự bỏ tiền túi ra để ứng trước đó. Yeah, sao mà gian nan quá vậy? À, trong nhiệm vụ lần này, Rốt Ly sẽ tham gia cùng với đội 7. Cả đội cố gắng nha. Dạ. Dù gì đi nữa, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Theo lẽ thường, ninja thượng đẳng sẽ làm, nhưng lần này là ngoại lệ. Mau chuẩn bị lên đường đi. Dạ, dạ rõ. Cho tôi hỏi, có phải ngài sẽ là người kế vị ngai vàng có đúng không vậy? Tất nhiên rồi, trước sau gì cha ta cũng sẽ về hưu. Có điều, hiện giờ sức khỏe của ông ấy vẫn còn rất tốt. Vì vậy chuyện kế thừa ngai vàng ta chưa có nghĩ tới đâu. Với lại ta còn muốn được đi du lịch nhiều nơi nữa. Mấy trò trong đó có vui không vậy? Nè, kể ta nghe coi vua của làng Lá là người thế nào hả? Người đứng đầu ở làng chúng tôi không được gọi là vua mà là Hokage. Ngài ấy là người nắm được hết mọi việc ở trong làng. Vậy chức vụ Hokage là do cha mẹ của họ truyền lại cho họ có đúng không? À không, những người được mang danh hiệu Hokage đều được chọn lựa dựa trên năng lực và lòng tin của dân làng đối với họ. Chú nhóc đằng kia là một ví dụ. Ước mơ của Naruto là trở thành một Hokage vĩ đại. Chính vì vậy mà lúc nào nó cũng nỗ lực rèn luyện bản thân và cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong các nhiệm vụ. Chà, còn nhỏ mà giỏi thiệt đó nha. Thầy có nói quá không dạ? Tôi hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm của tụi em, cho nên không có gì to tát. Đúng là nhảm nhí. À, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Nhảm nhí là sao hả? Nè, có nghe ta hỏi ông thằng nhóc kia. Thiệt tình, bình tĩnh đi. Sau đây là tiết mục được mong chờ nhất, một màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc có 102 của loài cọp Siberia. Xin được giới thiệu tới quý vị khán giả ngôi sao của rạp xiếc này, chú cọp dũng mãnh Cham. Còn kia là cộng sự của Cham, Kiki. Và sau đây phần biểu diễn của Cham và Kiki xin được phép bắt đầu. Và thử thách tiếp theo sẽ vô cùng hồi hộp. Nếu anh ta bắn trượt, Kiki sẽ bị trúng tên. Nào, mời quý vị cùng xem liệu anh ấy có thành công hay không.
Ồ. Cũng đơn giản thôi mà. Chà, anh bạn trẻ này đúng là giỏi thiệt. Hay là cậu bé hãy thử cái này xem, xin mời. Thế nào cậu bé thiện xạ? Nếu cậu làm được, tôi sẽ có một món quà nhỏ dành cho cậu. Ồ, con giỏi quá Hikaru à. Thằng nhóc đó coi vậy mà giỏi quá hả? Không ngờ cậu bắn hay tới như vậy, đúng là thiện xạ mà. Không có gì to tát đâu. Để tôi nghĩ coi nên tặng cho cậu thứ gì đây. À phải rồi, một thứ gì đó giống như là... Là nó có được không? Không được. Con cọp đó quá lớn, với lại nó cũng rất nguy hiểm mà. Điều quan trọng hơn là nó chính là báu vật của rạp xiếc chúng tôi đó. Nó là gì cũng được, ta không quan tâm. Cậu đừng có ngang ngược như vậy. Con nuôi nó có được không cha? Không thành vấn đề. Dù sao thì cha cũng có hứng thú với mấy trò hồi nãy, cho nên con muốn mua nguyên cái rạp xiếc này luôn cũng được. Anh ơi, đừng như vậy mà, tỉnh lại đi. Ngươi sẽ nhận được toàn bộ số tiền khi ta về tới Nguyệt Quốc. Trời ơi, làm sao bây giờ? Đừng lại bán rạp xiếc này có nhỏ. Không ngờ là ông ta mua cả rạp xiếc này thiệt luôn á. Tội ông nói trời thôi trời.